Rida cái cục cặc đi. Con mẹ Rida là cái thằng đầu bùi. Lại còn dùng clon. Lily Kitty. Và Rida đang bán chăn ạ. Bán chăn mà hết pin. Vâng, quay trở lại với trận đấu của chúng ta. Trận đấu này thì Urien của Mạnh có nhiều lợi thế hơn Ibuki. Cái kèo này là kèo 5-5. Và tôi nghĩ là 5,5, 5,5, 4,5 nhưng mà phía Urien nhiều hơn. Cân máu rồi, cân máu rồi. Simi top đến từ Tifa. Xong rồi, kèo rồi. Ra đầu tiên là nghiêng ở phía Tifa của Amagaki. Đây là bảng loser bracket, tức là đây là cơ hội cuối cùng cho hai người này. Combo tốt của Urien. À, một pha tình huống vật đẹp đến từ Ibuki. Hay quá, combo thấm rất thấm đến từ Snobby, nghe lại đẩy ra rồi. Và như Amori vừa nói thì mất về trịnh rời sẽ rất khó lật. Một tình huống rất bình tĩnh. Đá đấm rồi lao vào vật của Snobby. Vâng, Ridai vừa nói là cái matchup này là 5,75 nghiêng ở phía Urien. Sẽ là khó hơn một chút cho Tifa. Hay quá. Vâng, trừ 6 là cái lồn như vậy hả giáo sư? Bắn trưởng. Tụ lực ở tay. Bắn như suy xe. Khá là an toàn. Một pha simi không thành đến từ Snobby. Ôi hay quá. Quá hay. Tifa rất bình tĩnh đã được make up của Snobby. Bây giờ là bom. Vật tốt. Thôi bỏ mẹ rồi, máu này đi, đánh đấm cái gì. Đẩy tốt đến từ Snobby. Tôi méo với con mẹ là mồm rồi. Vâng, xin chào bạn Quang Việt, tôi là Lâm 9P, biên tập viên chính của giải đấu ngày hôm nay. Và bây giờ là 1-0 nghiêng về phía Snobby, Urien. Vâng, Mạnh trả lời Mạnh hit thua thua anh à? Mạnh hit thua Amoni ạ. Vâng, bạn Quang Việt hãy like và share clip giải đấu này của chúng tôi ạ, rất cảm ơn bạn. Còn một tốt đến từ Snobby. Rất là khốn nạn. Urien là một con khốn nạn không kém gì con Marok và con Guile. Một combo dài đến từ Urien. Tăng reset. Không reset. Lại đỡ rồi. Quá khủng khiếp. Cơ hội cho Tifa. Ôi không thể đảo hướng được. Không thể đảo hướng được. Một phản xạ cực kỳ tốt đến từ Snobby. Không kém gì hậu chứ. Và Rida bảo Mạnh hit về tự cung đi. Vâng, một tình huống đắt là sau rất an toàn đến từ Snobby. Vâng, và Tifa Ibuki đã phải dùng khăn để bay ra ngoài. Bắn trưởng. DP tốt đến từ Tifa. Vâng, Urien mạnh quá. Mọi đòn thế đều mang tính áp đảo. Cơ hội ném bom. Nổ reset. Đảo bên đúng rồi. Rồi chỉ được 1/3 cây thôi. Chưa là cái gì cả. Lùi tốt. Gương. Hai gương. Bắn. Hai gương rất là khốn nạn. Ôi. Không thể nào. Snobby vẫn quá mạnh. Vẫn rất mạnh. Vâng, vậy là Tifa đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.